I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Trước khi vào clip thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn add-on sao cho đúng nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ gắn cái add-on này lên đầu trước này. Đấy, các bạn thấy add-on này không? Sau đó các bạn gạt xuống này. Đấy, add-on Headset V9 này gắn vào. Rồi vào các gói tài nguyên này. Cùng gắn như thế nhá. Đấy, gắn mod Headset V9 này. Đấy, sau khi gắn thế này thì các bạn gạt lên này. Các bạn phải cho cái add-on này lên đầu nhá. Đây, các bạn thấy mũi tên lên không? Bấm lên này. Đó, các bạn yêu cầu là các bạn phải để cái add-on này lên đầu thì nó mới không bị lỗi. Còn các bạn để ở dưới ấy, thì nó sẽ bị lỗi nhá. Đây, cả bên dưới này cũng thế, các bạn đẩy mũi tên lên. Rồi các bạn cài thêm add-on Super O này vào. Xong các bạn cũng làm vậy, đẩy cái này lên. Đó, yêu cầu là phải để cái này lên đầu. Bên dưới này cũng vậy. Rồi các bạn qua mục thế giới này. Bật full hết tính năng trải nghiệm này lên. Đó, nếu mà không bật cái này thì nó sẽ bị lỗi đấy. Nó sẽ không qua add-on đâu. Hello, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Nogamer đây. Thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài add-on Headset V9 nhá. Thì cái add-on Headset V9 này thì do là team của mình làm ra. Trước khi mình review cái add-on Headset V9 này thì các bạn đừng quên là xuống phần mô tả đăng ký cho những cái thành viên đã hỗ trợ mình làm cái add-on Headset V9 lần này nhá. Thì đầu tiên là bạn JP này, thứ hai là Nick, thứ ba là CNT Minecraft và cuối cùng là Fake Gaming nhá. Thì các bạn có thể xuống phần mô tả và đăng ký cho những cái bạn này. Những cái bạn này đã giúp mình hoàn thiện cái add-on Headset V9 này để cho các bạn chơi đấy. Các bạn đừng quên là xuống phần mô tả đăng ký cho những cái bạn đấy nhá. Bởi vì những cái bạn đấy có công rất lớn trong cái add-on Headset V9 lần này, nên là mình không thể nào không quảng cáo kênh cho mấy bạn đấy được. Thì đây, những cái bộ giáp Headset thì nó vẫn như là bình thường thôi. Đây, bộ giáp Headset này. Đấy, hiệu ứng thì nó giống trên PC rồi. Còn những cái kiếm khổng lồ này này. Đấy, vẫn có nhá. Mình không gỡ những cái đồ chính có trong cái headset ra đâu. Thì những cái thanh kiếm khổng lồ này đã được mình giảm đam lại rồi nhá. Đây, đam nó đã bị giảm xuống này. Đấy, ngoại trừ cây kiếm khổng lồ rồng này, mình không giảm đam nhá, mình vẫn giữ nguyên đam thanh kiếm khổng lồ rồng. Bởi vì chế nó rất là khó nên là đam nó phải to là đúng rồi. Thì ở đây thì item thì vẫn một số item thì giống với headset V8 thôi. Còn có một số item là mới. Thì ở đây mình đã giảm hết đam của những cái cây kiếm khổng lồ này xuống một ít nhá. Mình đã giảm sức mạnh rồi, trừ mấy cái cây kiếm khổng lồ rồng này thì mình vẫn giữ nguyên đam. Còn cây kiếm khổng lồ gỗ này mình đã giảm xuống 8 đam này. Cây kiếm hiền nhân này 16 đam này. Hồi trước là nó là 26 đam nhưng mà mình đã giảm xuống 16 rồi nhá. Cả cây của siêu trộm mình nữa. Đấy, tộc trưởng thì 15 này. Và của hiệp sĩ là đâu? Đây, hiệp sĩ chỉ còn 18 nhá, hồi trước là 30 đấy. Bởi vì là trong cái bản add-on Headset V9 lần này ấy, thì quái của chúng ta đã được giảm sức mạnh xuống. Thì quái nó chỉ còn 30 máu thôi. Những cái con nào máu trên 20 ấy, thì là 30 máu. Còn máu trên 20 ấy, là nó đã được tăng thêm 15 máu. Ví dụ như là con Enderman máu trên 20 phải không? Máu của nó là 40 thì tăng thêm 15 máu là 55 máu. Đấy. Thì ở cái add-on này thì những cái vũ khí, những cái gậy này thì đã được cập nhật lại nhá. Đây, cái gậy này là do bạn JP trong team mình làm. Đấy, những cái gậy này đã được cập nhật lại này. Các bạn thấy không? Đây, từ nó đang lag đấy. Đây thì đây cái gậy này này. Đấy, các bạn thấy chưa, giống PC không? Cái gậy này là gậy hồi máu nha. Bây giờ mình thử đánh con này này. Đấy, nó đang yếu máu này. Các bạn dí hiệu ứng này vào người nó này. Đấy, các bạn thấy chưa, hiệu ứng hồi máu này. Đó, còn đây là gậy electric. Gậy này thì các bạn có thể sử dụng để bay nha này. Đấy, bay gậy này nó rất giống với PC luôn nhá. Đó, còn đây là gậy băng. Gậy băng này thì khi các bạn dí vào kẻ thù ấy thì nó sẽ bị hiệu ứng làm chậm năm nha. Nó sẽ bị đóng băng lại đấy, kiểu như là đóng băng lại đấy. Nhưng mà thật ra đây là hiệu ứng chậm rãi năm. Còn đây là cái gậy gió này, gậy gió này sẽ đẩy kẻ thù ra xa nha này. Đấy, các bạn thấy chưa, thậm chí là nó có thể đẩy kẻ thù xuống dưới đất. Đấy, các bạn thấy chưa, thế đẩy nó xuống dưới đất chưa? Đấy, trốn nó luôn nhá. Đây, mình sẽ trốn cái block cap này này. Đó, trốn xuống này, nó đang ở dưới này này. Đấy, ngó rồi. Đó thì nó cũng rất là mạnh. Còn đây là gậy nước. Gậy nước thì khi các bạn bắn vào nó thì nó sẽ bị bay lên trời nhá. Nó giống với PC rồi đấy, thấy chưa, nó sẽ bị bay lên trời như thế này. Còn đây là gậy độc. Gậy độc thì khi các bạn giữ vào nó thì nó sẽ bị hiệu ứng độc nha này. Đấy, các bạn thấy chưa, dính hiệu đúng độc ngay. Còn cuối cùng là gậy lửa này. Gậy lửa thì bắn ra những cái quả cầu lửa này, bắn lên thanh luôn nha. Đó, thì những cái cây gậy này đều có độ bền hết nha. Các bạn sử dụng thì những trường hợp đặc biệt thì các bạn mới sử dụng, còn các bạn sử dụng phung phí thì nó hỏng rất là nhanh, bởi vì nó rất là mạnh luôn đấy.
Còn nghiêm cấm các bạn dùng cái cậy hồi máu này vào cho kẻ thù nhá. Các bạn co-op chơi với nhau ấy, các bạn chơi với bạn bè ấy, thì bạn bè mình yếu thì các bạn có thể dí vào này. Đấy, dí vào như này để bạn bè các bạn có thể hồi máu nhá. Thì trong cái bản Add-on Headset V9 lần này ấy, thì máu của người chơi đã được mình giảm xuống còn 10 máu thôi nhá. Và mình đã thêm cái thanh nước vào cho nó sinh tồn khó khăn hơn. Đấy, mục đích các bạn bảo là tại sao thanh máu nó lại ít như này thì là bởi vì là do các bạn khi các bạn bá quá ấy, thì các bạn rất khó chết, thì mình đã giảm máu xuống này để tăng tỷ lệ khó cho game, chơi cho nó sẽ rất là thú vị hơn và khó khăn hơn nhá. Còn thanh nước này cũng vậy, khi các bạn ví dụ các bạn đi xa mà các bạn không có mang theo bình nước đi ấy, thì các bạn có thể chết. Đấy, thì nó sẽ tạo độ khó cho game. Thì còn đây là cách để các bạn lấy nước nhá. Đây các bạn dùng cái lọ túi này để uống này. Đấy, khi các bạn uống thì thanh nước nó sẽ đầy lên nhá. Còn đây là những cái dụng cụ để đun nước này. Còn đây cái này là cái dụng cụ để đun nước nha. Còn cái máy này là máy nước nó tự có ấy. Các bạn chỉ cần đặt ra là một sau một khoảng thời gian thì nước nó sẽ tự có nhá. Đấy, các bạn hoặc là các bạn có thể đổ nước vào đây và các bạn dùng một cái túi giống nhá. Đây túi giống này, các bạn bấm vào đó là nó sẽ cho các bạn một túi nước này. Còn nếu mà các bạn đổ vào đây thì nó sẽ mất luôn số nước của các bạn, nên là mình ưu tiên các bạn chế cái máy nước này nhá. Cái máy này nó sẽ tiện hơn. Còn đây là công thức của những cái máy đấy. Đây nhá, đây là công thức của những cái dụng cụ để đun nước này. Còn đây là dụng cụ để các bạn đựng nước nhá, công thức của cái túi đựng nước này. Đây là những cái công thức chế những cái cây gậy này. Đấy, trên PC là không thể nào chế được đâu. Thì trên PC thì các bạn phải đi loot nhá thì mới có thể lấy được những cái cậy này. Nhưng mà trên PE thì mình đã làm công thức cho các bạn rồi đấy. Thì trong cái bản Add-on Headset V8 lần V9 lần này thì mình có cập nhật thêm Lucky Block Headset với loot bag Headset nhá. Đây các bạn thấy chưa? Công thức của nó này, cần phải kim cương headset với lại da nhá. Thì các bạn mới có thể chế được một cái túi loot bag headset này. Bây giờ mình sẽ test thử túi loot bag headset này cho các bạn xem nhé. Đây, những cái túi loot bag headset này. Đấy, mình chỉ lấy một số cái mở tạm thôi. Đây, đó, nó sẽ rơi ra những cái đồ như thế này. Và có cả đồ headset enchant luôn nhá, đấy. Các bạn thấy chưa, nó rất là VIP luôn đấy. Đây, đó, khi các bạn cũng có thể bị dính những cái bẫy như thế này. Một là các bạn sẽ bị chết trong cái vùng lava như thế này, một cái biển lava như thế này. Hai là các bạn sẽ bị sét đánh. Ba là nó sẽ có một cái con creeper bị sét đánh ấy. Nó rất là mạnh luôn các bạn, nó nổ một phát là các bạn có thể chết luôn ấy. Thì để chế Lucky Block Headset thì các bạn, những ai không xem clip này thì các bạn không thể nào chế được cái block là vàng Lucky Block Headset này đâu nhá. Bởi vì là mình đã không để công thức đâu. Đây này, các bạn có thể thấy là tìm máy sẽ không thấy có công thức chế Lucky Block nhá. Đấy, thì chỉ có những ai xem được cái clip này thì các bạn mới có thể chế được cái Lucky Block Headset này thôi. Đây, đầu tiên các bạn bỏ khối vàng vào này và các bạn bọc kim cương headset xung quanh. Đó là các bạn có thể chế được một cái Lucky Block Headset này. Các bạn đập ra này, đấy, nó cũng sẽ rơi ra những cái đồ trong headset và đồ của Minecraft Vanilla nhá. Hoặc là nó cũng dính những cái bẫy như là cái vùng lava này rồi các kiểu nhá. Các bạn sẽ bị đe rơi trúng đầu này, hoặc là đập ra không có gì này, rồi là các bạn có thể bị rơi xuống vực luôn, hoặc là triệu hồi ra một con boss khổng lồ các kiểu. Đấy, thì Lucky Block nó sẽ đồ nó sẽ VIP hơn và nó cũng có nhiều thử thách hơn là loot bag nhá. Thì trong cái bản Addon Headset lần này ấy, mình cũng có cập nhật thêm những loại quặng mới được gọi là quặng super nhá. Thì đây chính là quặng super than này. Khi các bạn má nó con này nó đánh mình. Ừ, mình phải chạy ra xa nó mới được, không nó đánh mình một phát là mình chết đấy. Đây các bạn nha, khi các bạn đập quặng super than này, đập nó khá là lâu đấy bởi vì đây là quặng super mà. Đấy, thì khi các bạn đập ra một phát các bạn được 10 than luôn nhá. Thì quặng super này thì đập nó sẽ ra được nhiều đồ hơn là quặng bình thường. Quặng bình thường đồ nó ra ít lắm. Đây các bạn đập này. Đấy, ra 14 redstone này. Đây là quặng super emerald này. Đấy, ra bao nhiêu? 6 này. Quặng super vàng này. Sao này. Đấy, ra được 8 quặng vàng này. Còn kim cương thì kim cương này thì ra được 6 viên nhá. Đây, đã ra này. Đấy, 6 viên kim cương này. Sắt này hình như là 10 ra ấy. 10, phải không? 8. Và đây hình như là 16. 16 hay 15 gì đấy, mình cũng không nhớ rõ đâu. Đây, đúng là 15. Đó, thì đây chính là những cái quặng super mình đã cập nhật thêm vào trong cái bản Add-on Headset V9 lần này. Thì trong cái bản này, những cái đồ đây này, các bạn thấy chưa? Đồ này là đồ của Twilight Forest ấy. Thì đồ Twilight Forest thì Tech Turek mình đã đổi lại nhá. Đây là một cái Tech Turek được vé của bạn người Canada. Thì là do Nick đã mời ông đấy vé cho mình cái Tech Turek này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Nó rất là đẹp luôn đấy. Đây các bạn thấy chưa? Bộ giáp đây bộ giáp Naga này, các bạn thấy chưa? Đấy, mũ Phantom này, thấy chưa? Tech Turek nó rất nhìn nó rất là khác luôn nhá. Còn đây là giáp của hiệp sĩ này. Đấy, hiệp sĩ Knight Phantom ấy. Đây những cái quần này.
tàu. Quần nó nhìn rất ngầu luôn này. Đây đồ của Zeti này, quần của Zeti này, quần Fairy này. Đấy, Tectorex nó đã được đổi lại rồi nhá. Nhìn nó rất là đẹp luôn đấy. Đây, cái mũ cũng vậy. Đây các bạn thấy chưa, nó có cả sừng luôn này, hiển thị ở đây luôn nhá. Đó, mô đồ 3D luôn. Đây, đồ lá này, Light Steel này, đồ mũ Phantom này. Đấy, nó vẽ rất là đẹp luôn nhá. Thì đây chính là một họa sĩ ở Canada đấy, nên là bạn ấy vẽ rất là đẹp. Thì trong cái bản này mình đã fit lại cái lối không triệu hồi được con boss nhện Silop rồi nhá. Đây, khi các bạn giữ vào này, đấy các bạn có thấy chưa, các bạn bây giờ có thể triệu hồi được cái con boss nhện Silop này nhá. Đó, thì mô đồ này được vẽ bởi CNT Minecraft. Thì đây chính là một thành viên trong team của mình. Thì trong cái bản lần này mình cũng đã cập nhật thêm Waystone vào nhá, để các bạn di chuyển nó dễ dàng hơn đấy. Đây, khi các bạn chế tạo Waystone này, các bạn có thể chuyển qua chế độ sinh tồn và xem công thức chế Waystone này nhá, mình sẽ không chỉ các bạn nữa. Sau khi các bạn chế được Waystone này, các bạn muốn nó hoạt động ấy, thì các bạn cần phải lấy cho mình cái bột nhựa màu đỏ nhá. Các bạn bấm vào này, bấm vào phát nữa. Ơi, như bột nhựa đây, đây đấy, khi các bạn phải bấm vào nhiều lần thì mới được nhá. Đây thì nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này, các bạn sẽ lấy màu theo thứ tự như thế này nhá. Các bạn lấy cho mình màu xanh lá này. Đây, các bạn lấy cho mình màu xanh lá như thế này nhá. Đây, rồi các bạn chọn một địa điểm các bạn mà các bạn muốn dịch chuyển đến, thì mình sẽ ở đây đi, đặt xuống này. Sau đó các bạn bấm màu xanh lá vào, bấm vào Waystone đi. Đấy, khi nào nó hiện chữ này lên thì nó đã thành công. Các bạn bấm vào Waystone một lần nữa. Rồi các bạn muốn dịch chuyển đến màu nào ấy thì các bạn bấm vào số 1 này. Đấy là nó, các bạn là nó đã dịch chuyển các bạn đến Waystone số 1. Các bạn muốn dịch chuyển đến số 3 thì các bạn cần phải lấy bột nhuộm màu xanh ra trời. Các bạn bấm vào Waystone là các bạn có thể kích hoạt được. Và các bạn bấm vào số 3 này thì các bạn có thể di chuyển đến chỗ này luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách những cái bạn nào mà máy bạn nào mà không tạo được cổng Trial Forest ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vào cổng Trial Forest nhá. Những ai máy mà không tạo được cổng ấy thì nhớ là chú ý cái đoạn này nhá. Chú ý đoạn này giúp mình nếu mà các bạn không tạo được cổng ấy. Đây, ví dụ như này phải không? Các bạn ném xuống này. Đây, ném xuống cổng không tạo ra được cho các bạn phải không? Thì các bạn cứ làm như thế này cho mình. Yêu cầu là các bạn cũng phải làm như thế này nhá. Sau đó các bạn vào bảng lệnh này, các bạn save skip a cộng s 57 nhá, 57 hai chấm là portal adapter trial forest này, the wildlife ight save portal nhá, the al cách ra viết số 4. Đấy, các bạn bấm enter rồi các bạn đặt vào như thế này cho mình. Đấy, kim cương thì các bạn có thể nhặt, các bạn nhặt xong các bạn vứt đi luôn nhá, bởi coi như là các bạn đã tạo cổng ấy. Những cái bạn nào máy không hỗ trợ tạo cổng ấy thì các bạn có thể dùng cách này để tạo cổng nhá. Sau đó các bạn xuống cho Fred thôi. Thì trong cái bản này mình cũng có cập nhật thêm thiên đường ấy. Nếu mà bạn nào bởi vì mình, nhưng mà mình cũng gỡ ra rồi, bởi vì là những ai máy mạnh ấy thì các bạn có thể tải add-on thiên đường về nhá. Thì ở dưới mô tả mình có để hai link, một link là dành cho máy yếu chỉ có Trial Forest, còn một link là máy mạnh vừa có Trial Forest vừa có thiên đường cho các bạn nhá. Đấy, thì các bạn ai máy mạnh hay máy yếu ấy thì link nó đang ở dưới phần mô tả rồi. Thì bây giờ mình sẽ xuống Trial Forest cho các bạn xem luôn nhá. Đây, đấy, các bạn không tạo được cổng ấy thì các bạn có thể dùng cách này để tạo cổng nhá. Những cái máy bạn nào mà không tạo được cổng ấy thì các bạn có thể dùng cách là gip lấy cổng Trial Forest để các bạn xuống. Chứ cái lối này thì một số máy nó không tạo được, một số máy nó tạo được, nên là mình không thể nào khắc phục được. Không phải mình khắc phục mà là cái này bên bộ phận này là bên ZP thì hôm nay có khắc phục ở đây, nhưng mà tìm mọi cách đều không thể nào khắc phục được cái lối này. Mong là các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây, mình đã vào được cổng Trial Forest đây. Thì đây chính là Trial Forest 2.0 nhá. Đấy, thì 2.0 Trial Forest rất là đẹp luôn này. Đây, các bạn còn thấy là có những cái lồng đom đóm như thế này. Và Tectorex đã được vé lại nhá. Đây, vé lại rất là đẹp luôn đấy. Chẳng qua là mình gỡ ra rồi nên là nó không có Tectorex thôi, chứ Tectorex của những cái đất trong Trial Forest này rất là đẹp luôn đấy. Đấy, thì máy mình rất là yếu nên là mình không thể nào review được Trial Forest này. Thì nữa mình sẽ cho các bạn xem một đoạn mình nhờ anh em trong team quay hộ mình về Trial Forest 2.0 này. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem Trial Forest 2.0 của mình nhá. Mà trước khi qua mình cho các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cây rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất là giống với PC luôn này. Trên mấy cái cây này còn gắn những cái lồng đèn như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Thì mình nhắc lại là trong cái bản Hexic V8 này, Hexic V9 này được chia ra thành hai bản. Một là bản dành cho máy mạnh, có cả Trial Forest và có thiên đường. Hai là bản cho máy yếu, vừa có không có thiên đường nhưng mà có Trial Forest. Đấy, thì do mình máy yếu nên là mình không thể nào review được thiên đường cho các bạn. Mình đã gỡ thiên đường ra khỏi cái add-on mình đang review này rồi. Thì tí nữa mình sẽ cập nhật link thiên đường cho các bạn máy mạnh muốn chơi ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả có hai cái đường link ấy. Thì ai máy nào thì các bạn có thể tải theo phiên bản của máy đấy nhá. Và mình nhắc lại một lần nữa là phiên bản này ấy, dành cho 1.16 đến 1.17. 1.17 chơi thì sẽ có một số lỗi nên là các bạn có thể thông cảm cho mình nhá, bởi vì là mình cũng chưa hỗ trợ 1.17 cho lắm.
Bởi vì có lúc nó vẫn còn một số lối đấy. Nó lối ví dụ như là những cái cây gậy nó không sử dụng được ấy. Đây thì ngoài ra mình quên mất là mình chưa review cho các bạn cái thứ này rất là giống hết trên PC. Đây, các bạn thấy chưa? Cái này là một cái để set home nhá. Và các bạn cần phải chế thêm một cái home step này. Rồi nếu mà các bạn muốn set home đâu ấy thì các bạn giữ vào này. Đấy, đặt cái này ra và các bạn muốn dịch chuyển ấy thì các bạn cầm cái home step này, các bạn giữ vào. Đấy là nó sẽ dịch chuyển các bạn đến chỗ của cái mắt này luôn nhá. Đó, nó rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như các bạn đi xa mà các bạn không nhớ đường về nhà ấy thì các bạn có thể dùng cái gậy step đấy để các bạn có thể biến về nhà. Kiểu như chiêu thức kiểu như cái biến về trong những cái tựa game MOBA như Liên Quân với Liên Minh ấy. Đấy, các bạn có thể biến về một cách nhanh chóng mà không cần phải là tìm đường về nhà. Ngoài ra thì những cái khiên này thì nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Và đây, các bạn có thể thấy là item Charter Forest được vé lại này. Đấy, nó rất là đẹp luôn nhá. Thấy chưa? Mình sẽ cầm lấy ra một vài thứ này. Đấy, đây chính là kiếm fairy này, nhìn rất là đẹp luôn. Cả cúp fairy nữa. Đấy. Và những cầm nhật thêm những cái cung của Charter Forest này mình sẽ review nốt đi. Đây. Đầu tiên là cung băng này. Thứ hai là cung Ender này. Thứ ba là cung Chipper nhá. À đâu, cung này là cung Seeker. Và cung cuối cùng là cung Chipper. Đâu để mình xem đã. Đây là cung Chipper này. Là cung bắn ra 3 mũi đấy. Các bạn này, thấy chưa, xem này. Đấy, các bạn thấy chưa. Bắn rất là nhanh luôn nhá này, cung này. Đấy, bắn được thành công 100% luôn. Không bị lỗi gì luôn nhá. Đây, cung này là cung băng này. Cung băng này thì bắn vào đối phương thì đối phương sẽ bị đi chậm nhá. Còn đây là cung Ender này. Các bạn bắn thì các bạn có thể dịch chuyển đến chỗ mà mũi tên bắn tới. Đấy, nó khá là lag đấy. Bởi vì là trong Charter Forest này rất là lag. Các bạn đỡ khiên như bình thường nhá này. Các bạn ngồi xuống là các bạn có thể đỡ khiên. Còn đây là cung Seeker này thì nó có tác dụng gì mình không biết. Nhưng mà đây là theo đam. Cung Chipper là đam to nhất này. Sau đó đến cung băng này. Rồi đến cung Seeker này. Cung Seeker này thì yếu nhất nhá. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.